buổi sáng chú Tiểu mua nhang vô đốt cho cậu, cậu Năm hoa của cậu đây. Nhi làm gì chị Nhi? Dọn bông cho cậu hả? Không kiếm kéo cắt. Kiếm nãy giờ không kìa. Cậu nói cậu xin cậu Năm chỉ chỗ, cậu Năm chưa chị. Quá nhiều cả nhà thì giờ đó là thì Duy Minh cũng em chia sẻ sáng nay cái kế qua bên ngoài để lòng cô. Gọi là cô đã gửi tặng cho những cái cây đèn nghe và nói chung là một cậu Năm là từng ngày từng ngày theo chị tính tóc chưa? Tính tóc chưa? Em không quên kìa. Kìa nó tìm không được coi là sao nhá. Thêm vô nhà nghe cây nó thôi, chú mua thêm nhiều nè, đồ nhang nè, đồ hoa.